thành phố Hồ Chí Minh, gần 1.400 học sinh trường quốc tế nghỉ học vì nợ lương giáo viên. Có gì trong chiếc vali bí ẩn ở ven đường khiến cơ quan chức năng vội vàng phong tỏa? Luật sư lên tiếng vụ nợ thẻ tiến dụng hơn 8,8 tỷ đồng. Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung ở Hà Nội nộp phạt 46 triệu đồng. Tài xế ô tô trốn chạy công an, đâm nhiều phương tiện ở Hà Nội dương tính ma túy. khoảng 1.400 học sinh trường quốc tế Mỹ Việt Nam, AISVN, đã phải nghỉ học ngày 18 tháng 3 do hầu hết giáo viên ngừng giảng dạy vì bị nợ lương. Cụ thể, sáng ngày 18 tháng 3, chị Thanh Phượng, phụ huynh học sinh lớp 9 trường quốc tế Mỹ Việt Nam xác nhận con được thông báo nghỉ học. Trước đó, chị nhận được email thông báo từ trường cho biết số giáo viên hiện tại không đủ để đảm bảo an toàn và việc giảng dạy cho học sinh. Chị Phượng nhận định, những ngày tiếp theo, các con cũng chưa chắc đi học được vì giáo viên đình công. Vụ việc của trường đã căng thẳng nhiều tháng này, không biết sẽ đi tới đâu. Chị Hồng Hạnh, nhà ở quận 7, có ba con đang học tại trường, nói đây là cú sốc lớn với gia đình. Các con không thể đến trường khiến công việc, giờ rất của gia đình bị đảo lộn. Quan trọng hơn là việc học của trẻ bị gián đoạn trong khi nhà trường không có hướng giải quyết khả quan. Chị Hạnh nói, tôi chưa từng nghĩ một trường quốc tế nổi tiếng lại rơi vào tình cảnh này. Chị Hạnh cho biết trong cuộc họp với phụ huynh vừa qua, trường cho biết 95% giáo viên không đi dạy, vì các khoản lương bảo hiểm chưa được thanh toán, do đó, bà Nguyễn Thị Út Em, chủ tịch hội đồng quản trị trường, đã quyết định cho học sinh nghỉ ngày 18 tháng 3. Trong biên bản cuộc họp do phụ huynh cung cấp, trường AISVN nói đang gặp khó khăn về tài chính nên không chi trả lương đầy đủ và đúng hạn cho đội ngũ giáo viên, nhân viên. Trường từng vận động phụ huynh đóng thêm tiền để hỗ trợ nhà trường vượt qua giai đoạn khó khăn nhưng không được ủng hộ. Ngay sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc, bà Lê Thụy Mỹ Châu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang làm việc với trường để đảm bảo quyền lợi học sinh, phụ huynh. AISVN thành lập năm 2006, cuối năm 2023, trường có hơn 1.400 học sinh, 200 giáo viên nước ngoài, 300 nhân viên trong nước. Học phí ở đây là từ 280 triệu đồng đến 350 triệu đồng một năm với bậc mầm non, 450 triệu đồng đến 500 triệu đồng với bậc tiểu học và cao nhất là 600 triệu đồng đến 725 triệu đồng ở bậc trung học. Tháng 9 năm ngoái, nhiều phụ huynh tụ tập đòi nợ trường quốc tế Mỹ Việt Nam. Những phụ huynh này nói cho trường vay hàng chục tỷ đồng không lãi suất để con được học miễn phí, nhưng đến khi con ra trường vẫn chưa được hoàn lại. Trường quốc tế Mỹ Việt Nam AISVN có khuôn viên nằm ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, nhận học sinh từ mầm non đến lớp 12 theo chương trình tú tài quốc tế IB. Khuya ngày 17 tháng 3, lực lượng chức năng đã gỡ phong tỏa đường Việt Bắc, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, sau khi kiểm tra chiếc vali được phát hiện bên đường. Theo người dân, khoảng 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày, họ phát hiện một chiếc vali màu xanh bị vứt trên vỉa hè đường Việt Bắc. Do vali còn mới và bị khóa, khiến người dân nghi vấn nên trình báo lực lượng chức năng. Nhận thông tin, lực lượng công an quân đội đã có mặt tại hiện trường, tiến hành tạm thời phong tỏa khu vực có chiếc vali để kiểm tra. Cạnh đó có khá đông người dân hiếu kỳ đến xem vụ việc. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành mở chiếc vali nhưng bên trong không có gì nguy hiểm theo ghi nhận bên trong chứa rác và bùn khô. Đang nói, trước đó vào ngày 10 tháng 1 năm 2024, một chiếc vali nghi có vật thể lạ được vứt trước cổng trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cũng khiến dư luận quan tâm xôn xao. Cụ thể, trưa ngày 10 tháng 1, nhân viên bảo vệ trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh phát hiện một người đàn ông cầm chiếc vali đứng rất lâu trước cổng trường phía đường Lê Lợi. Do nghi ngờ, bảo vệ liền đến hỏi thì người đàn ông vội vứt vali lại rồi bỏ chạy. Trước hành động lạ của người này, bảo vệ vội báo cáo lãnh đạo trường nhận được tin báo của nhà trường cơ quan chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và kiểm tra xác minh đến chiều cùng ngày vali lạ này đã được cơ quan chức năng xác định được chủ nhân là LQZ, trú tại phường thuận phước quận hải châu thành phố đà nẵng bên trong vali lạ để lại trước cổng trường có những món đồ như lọ sơn màu tua vít bì thư rỗng gia đình xác nhận ông dê đang điều trị bệnh tâm thần qua đây cơ quan chức năng khuyến cáo để người dân biết tránh lan truyền thông tin thiếu kiểm chứng gây hoang mang dư luận theo bản tin động đất xảy ra trong ngày ở huyện Con Plong, tỉnh Con Tum, do Viện Vật lý Địa cầu phát đi, vào lúc 0 giờ 57 phút sáng ngày 18 tháng 3, tại huyện Con Plong xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,4 độ, xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,971 độ Vĩ Bắc, 108,244 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Đến 9 giờ 43 phút cùng ngày, thêm một trận động đất khác có độ lớn 3,0 độ, xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,880 độ Vĩ Bắc, 108,262 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Chỉ tính riêng tháng 3, tại huyện Con Plông, tỉnh Con Tum đã xảy ra 24 trận động đất, vị trí không quá cách xa nhau. Trong 4 ngày gần đây, hầu như ngày nào huyện Con Plông cũng có động đất, nhiều nhất là ngày 16 tháng 3 đã xảy ra đến 8 trận động đất. Người dân hai xã Sơn Dung và Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, hai xã tiếp giáp với huyện Con Plông đã liên tục cảm nhận rung lắc. Bà con cho biết dư chấn làm ảnh hưởng đến cuộc sống và có nhà cửa bị nứt do động đất. Nhiều hình ảnh được đăng trên Facebook cho thấy nhiều nhà bị nứt tường, nền ngói rời vỡ. Ông Nguyễn Ngọc Trân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi cho biết, huyện đã tiếp nhận và đang xác minh thông tin từ người dân xã Sơn Long và Sơn Dung về việc nhà cửa bị nứt và hư hỏng từ dư chấn động đất. Theo luật sư Trường Thành Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI cho rằng nên nhìn lại về đề xuất áp trần lãi suất cho vay tín dụng không nên để các ngân hàng tự quyết giới hạn. Theo Bộ Luật Dân sự, lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20% một năm, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Khi cộng thêm lãi suất quá hạn thì cũng không được quá 30% một năm. Còn theo Bộ Luật Hình sự, trường hợp cho vay với lãi suất trên 100% thì phạm tội cho vay lãi nặng. Tuy nhiên, trần 20% không áp dụng đối với ngành ngân hàng. Do đó, lãi suất cho vay tiêu dùng có thể lên tới bất kỳ con số nào. Chưa kể, lãi suất quá hạn thay vì chỉ được cộng thêm tối đa 10% như quy định chung thì lại bằng 150% lãi suất trong hạn. Với vụ việc ở Eximbank, theo luật sư, có thể ngân hàng đã áp dụng lãi suất kép, cộng gộp, nhập lãi vào gốc hay thường gọi là lãi mẹ đẻ lãi con. Tính theo từng tháng nên việc nhảy từ 8,5 triệu đồng lên 8,8 tỷ đồng là hoàn toàn có thể nếu lãi suất nợ quá hạn khoảng 70% một năm. Đối với bên ngoài ngành ngân hàng, nếu cho vay vượt quá trần lãi suất 20% là vi phạm áp dụng lãi quá hạn quá 30%, còn gấp tới 5 lần thì có thể xem xét xử lý hình sự. Tuy nhiên, toàn bộ điều đó không áp dụng đối với ngành ngân hàng. Do vậy, ngân hàng có thể cho vay với lãi suất 100%, thu lãi quá hạn 150% một năm và đặc biệt tính lãi nhập gốc ra con số rất lớn. Việc khách hàng phải chịu lãi suất, lãi phạt và các loại chi phí như thế nào sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng cho vay hay sử dụng thẻ. Tuy nhiên, nhiều khi khách hàng cũng không nắm rõ. Theo luật sư Trương Thanh Đức, Thông thường ngân hàng sau khi chuyển thành nợ xấu thì sẽ phải tìm mọi biện pháp để xử lý như phát mại tài sản bảo đảm, bán nợ, khởi kiện và tất toán, xóa nợ chứ không để tới 11 năm như vậy. Vay tiêu dùng qua thẻ tín dụng có nhiều ưu điểm, tuy nhiên khách hàng cần lưu ý nếu không may phát sinh những rắc rối, tranh chấp, kể cả khi không dùng thẻ mà vẫn bị ghi nợ thì phải nhanh chóng xử lý. Thêm nữa cũng cần lưu ý, không trả được sẽ rơi vào danh sách đen, có nợ xấu sẽ bị lưu vết, mất uy tín, mất điểm tín dụng không tiếp cận được vốn tín dụng. Cuối cùng, theo luật sư đã đến lúc phải sửa đổi luật, áp dụng thống nhất quy định về lãi suất cho vay đối với mọi thành phần kinh tế, cao thì cùng cao, thấp thì cùng thấp, theo lẽ công bằng, bình đẳng, hợp lý, hợp tình. Với lãi suất 100%, thu lãi quá hạn 150% một năm và đặc biệt tính lãi nhập gốc ra con số rất lớn. Việc khách hàng phải chịu lãi suất, lãi phạt và các loại chi phí như thế nào sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng cho vay hay sử dụng thẻ Tuy nhiên, nhiều khi khách hàng cũng không nắm rõ. Theo luật sư Trương Thanh Đức, thông thường ngân hàng sau khi chuyển thành nợ xấu thì sẽ phải tìm mọi biện pháp để xử lý như phát mại tài sản bảo đảm, bán nợ, khởi kiện và tất toán, xóa nợ, chứ không để tới 11 năm như vậy. Vay tiêu dùng qua thẻ tín dụng có nhiều ưu điểm, tuy nhiên khách hàng cần lưu ý nếu không may phát sinh những rắc rối, tranh chấp, kể cả khi không dùng thẻ mà vẫn bị ghi nợ thì phải nhanh chóng xử lý. Thêm nữa cũng cần lưu ý không trả được sẽ rơi vào danh sách đen, có nợ xấu sẽ bị lưu vết, mất uy tín, mất điểm tín dụng, không tiếp cận được vốn tín dụng. Cuối cùng, theo luật sư đã đến lúc phải sửa đổi luật, áp dụng thống nhất quy định về lãi suất cho vay đối với mọi thành phần kinh tế, cao thì cùng cao, thấp thì cùng thấp, theo lẽ công bằng, bình đẳng, hợp lý, hợp tình. Theo thông tin từ Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, ngày 19 tháng 3 sẽ đưa ra xét xử lại phiên phúc thẩm xem xét đơn kiệu oan của bị cáo Trần Thị Hiền, sinh năm 1975, mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết 2019 và Vì Thị Thu sinh năm 1982 Điện Biên. Trong đơn, các bị cáo kiệu oan và cho rằng mình không phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Ở phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù, vì thị thu tù trung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy sau đó hai bị cáo này có đơn kháng cáo kêu an. Phiên phúc thẩm diễn ra tháng 5 năm 2022 ở Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Hội đồng xét xử nhận định có nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ, do đó quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm, hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến Trần Thị Hiền để điều tra xét xử lại. Đối với bị cáo Vì Thị Thu thì tòa phúc thẩm bác kháng cáo giữ nguyên án trung thân. Tuy nhiên đến tháng 9 năm 2023, Hội đồng thẩm phán Tòa Nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án. Theo bản án sơ thẩm, do Trần Thị Hiền mua ma túy còn thiếu nợ của Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, đòi nhiều lần không được nên các đối tượng đã nghĩ ra cách bắt cóc con gái của Trần Thị Hiền để tạo sức ép. Quá trình giam giữ bắt cóc, các đối tượng đã nhiều lần hãm hiếp nạn nhân trẻ và sau đó là sát hại. Vụ án từng gây rúng động dư luận trong dịp Tết 2019. Ngày 17 tháng 3, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội thông tin, nữ tài xế Lương Hồng Trang, sinh năm 1988 ở quận Tây Hồ thành phố Hà Nội, người điều khiển xe trong vụ va chạm trên phố Trần Cung, quận Cầu Giấy gây ồn ào dư luận, bị phạt thêm số tiền 11 triệu đồng cho hành vi điều khiển phương tiện không quan sát gây tai nạn. Trước đó, chị Trang cũng đã bị phạt 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn theo điểm a khoản 10 điều 5 nghị định 100 sửa đổi bổ sung tại nghị định 123. Như vậy tổng số tiền phạt chị Trang phải nộp cho hai hành vi trên là 46 triệu đồng. Đội cảnh sát giao thông số 6 cũng đã có buổi làm việc cùng với chị Trang và anh NVA, sinh năm 1999 ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, người điều khiển xe máy Honda Dream va chạm giao thông với ô tô do bà Lương Hồng Trang điều khiển. Tại buổi làm việc, chị Trang và anh A nhận thức sâu sắc việc đưa những thông tin không chính xác xúc phạm danh dự cá nhân người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời hai bên thỏa thuận hòa giải va chạm giao thông sau khi trưng cầu thiệt hại giữa hai phương tiện là không đáng kể. Trước đó tại thời điểm xảy ra va chạm, lực lượng chức năng xác định chị Trang có nồng độ cồn trong khí thở là 0,573mg trên 1 lít khí thở, vượt mức cao nhất 0,4mg trên 1 lít khí thở. Anh A không có nồng độ cồn. Ngày 17 tháng 3, Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội thông tin đang tạm giữ hình sự Lê Tiến Dũng, 37 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Tại cơ quan công an, tài xế Lê Tiến Dũng khai, bản thân đã nhận thức được hành vi lái ô tô trốn chạy công an và đâm vào nhiều phương tiện trên đường là sai trái, gây bức xúc dư luận. Anh mong muốn pháp luật cho hưởng lượng khoan hồng. Trước đó vào chiều hôm 15 tháng 3, anh Dũng được chị THA, 20 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội, nhờ trở đi gửi con ở phố Trương Định. Sau khi chị A gửi con xong quay ra xe thì công an phường Trương Định thông báo lỗi. Đỗ ô tô biển số 29C 856XX ở nơi có biển cấm đỗ. Anh Dũng xin được xử lý tại chỗ nhưng lực lượng chức năng không chấp nhận. Thời điểm đó vì quá lo sợ không có giấy tờ xe, lo công an sẽ tạm giữ ô tô nên anh Dũng quyết bỏ chạy đến cùng. Anh Dũng thú nhận do làm ăn thua lỗ tôi đã cầm cố giấy tờ ô tô để vay tiền. Khi công an yêu cầu kiểm tra thì tôi không còn giấy tờ xe nên nảy sinh ý định bỏ trốn khi bỏ chạy anh không nhớ bản thân đã va quệt tông vào những phương tiện nào anh chỉ nhớ trong quá trình bị truy đuổi người dân xung quanh hô hào lớn cướp trộm thậm chí bị một số người ném đá gạch vào xe nên càng sợ anh dũng khai lúc đấy tôi hoảng loạn tinh thần nên cứ thấy đường vắng là chạy vào tôi không cố tình đâm vào ai cả đến các ngã rẽ tôi vẫn bấm còi để người ta tránh anh cho biết thêm khi chạy đến vành đai ba đường lúc đó đông tắc nên không thể chạy được tiếp thời điểm đó có một số người đập kính lao vào đánh nhưng may cũng có một số người can và công an đến kịp thời cũng theo anh dũng bản thân anh nhận thức được việc xử lý vi phạm lỗi dừng đỗ chỉ là vi phạm hành chính thông thường nhưng chống đối công an đâm nhiều phương tiện khác trên đường sẽ bị xử lý hình sự qua điều tra trong quá trình bỏ chạy ô tô của anh dũng va chạm với ba xe máy một xe tải nhưng không gây thiệt hại về người ngoài ra qua giả soát lực lượng chức năng còn phát hiện ô tô do anh dũng điều khiển va chạm với hai xe máy khác ngoài ra anh dũng cũng thừa nhận Cách ngày sự việc xảy ra khoảng 4 đến 5 hôm, anh ta sử dụng ma túy loại kẹo. Nam tài xế cho rằng việc đã sử dụng chất kích thích cũng ảnh hưởng đến tâm lý. Kiểm tra ban đầu xác định đối tượng Dũng Dương tính với ma túy, chưa phát hiện vi phạm về cồn. Theo nhận định của cơ quan điều tra, hành vi của tài xế Lê Tiến Dũng là côn đồ, tài xế có chất ma túy trong cơ thể mà vẫn cố tình điều khiển phương tiện. Không dừng lại ở đó, đối tượng này còn hung hãn chống đối lực lượng chức năng nên cần phải xử lý nghiêm minh để làm bài học răn đe, cảnh tỉnh cho người đang có ý định vi phạm tương tự. Công an thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe bán tải và xe máy khiến nhiều người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ, anh Tống Thanh Tính 37 tuổi, lái xe bán tải mang biển số Bình Dương đi trên đường DT743 theo hướng thành phố Tân Uyên đi thành phố Thuận An. Khi đến giao lộ An Phú 3 thuộc phường An Phú thì bất ngờ tông trúng xe máy chạy phía trước, sau đó lùa hàng loạt xe máy khác đang lưu thông sau đó lao lên về hè tông ngã một cây xanh, một biển báo giao thông rồi chạy xuống lại lòng đường. Sau cú tông mạnh, khoảng 3 xe máy nằm ngổn ngang dưới lòng đường và trên vỉa hè kéo dài một đoạn dài khoảng 15 mét, hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ nằm tràn lan, xe bán tải biến dạng, một bánh rớt ra ngoài. Nhiều người điều khiển xe máy bị thương được đưa đi cấp cứu. Trong số này, một người đàn ông chạy xe ôm công nghệ 34 tuổi quê Nam Định bị tông tử vong tại hiện trường. Sau khi gây tai nạn, anh Tính cho biết chiếc xe mới mua được vài tháng, do anh đạp nhầm chân ga dẫn tới vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra công an thành phố thuận an cho biết qua kiểm tra ban đầu đối tượng tính âm tính với ma túy và nồng độ cồn được biết tuyến đường này mới được tỉnh bình dương nâng cấp mở rộng để giải quyết tình trạng kẹt xe do đường rộng nên nhiều phương tiện lưu thông với tốc độ khá cao